Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình AirDrop nhận 10 đô miễn phí, có thể bán rút bán về trên sàn người ta tất cả anh em. Để tham gia giá, các bạn click cho phần link mô tả mình đăng ký với tài khoản nha. Các bạn nhấp vào bên email nè. Đây là chương trình AirDrop của một cái sàn Coinbase. Nó ăn mừng cái top cần của nó OCB đã lên giao dịch lên trên sàn người ta các bạn. Các bạn nhận được, các bạn có thể trade in qua luôn các bạn. Rồi, mình không nói nữa, các bạn đăng ký email nè. Mình làm theo mình hết, coi hết cái video mới được các bạn. Rồi, bắt buộc sẽ nhận bắt buộc các bạn. Rồi, mã giới thiệu của mình đi. Bạn nhấp vào tôi điều khoản của Chen nè. Bạn bấm nút sign up nha các bạn. Rồi, sau khi bấm sign up nó có ra một cái captcha, các bạn đưa captcha nha. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn lướt qua nè. Lướt sát qua luôn nha các bạn. You landing. Rồi các bạn vào mèo mở mèo vào cái mèo cái phiết nghe tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nhé. Tại vì cũng vào gần đây có nhiều bạn kêu mình kiếm kèo mà mình test nhiều kèo lắm nghe tất cả các bạn. Mình kiếm kèo nào chất lượng cho tất cả các bạn. Chứ những kèo chatbot mà rút tiền không về cũng như không các bạn ơi. Thời gian rồi, anh em bấm vào Coinbase nè. Bây giờ các bạn nó gửi về cái mail, các bạn bấm vào một email verify này, exchange code này tất cả các bạn. Các bạn login vào tất cả các bạn. Vào sàn. Kèo này rất là ngon nha các bạn, kèo tiền tươi luôn. Các bạn nên tranh thủ làm liền tất cả các bạn, để chương trình này góp kết thúc là các bạn đừng có chết mà nói sao mà mình giới thiệu mà không có nha các bạn. Khoan các bạn chờ chút cho nó dịch qua các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút login luôn nha các bạn. Nó ra chữ login, các bạn bấm vào chữ login nè. Rồi các bạn đăng nhập email mật khẩu mình vào nha. Rồi các bạn bấm login thôi. Rồi các bạn verify nữa cái nữa nha các bạn. Vào gần đây có nhiều anh em inbox cho mình kêu mình kiếm kèo, nhưng mình test thật là nhiều kèo luôn, nhưng thấy có kèo này là ngon nhất rồi, mình chia sẻ cho lên cho tất cả anh em luôn. Tất cả anh em nhớ cho mình xin một like và chia sẻ cái video này giúp mình các bạn. Mình kiếm 1.000 sub đặng mình kiếm có cái tab cộng đồng, đặng có gì mình thông báo cho tất cả anh em trên trên ấy cho nó dễ thôi, chứ mình thì không có chủ yếu kiếm tiền YouTube nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn có thể download app về nha các bạn. Rồi các bạn login vào cái mã token mình có nhận được là có cái hiệu là OCB nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn làm hoàn thành nhiệm vụ AirDrop các bạn, rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Tất cả các bạn nào muốn download app thì download, không download thì nhấp vào ba dấu gạch, chọn trang web trên máy tính nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè. Cái này nó không có yêu cầu KYC, nhưng mà để rút tiền được thì các bạn nên KYC nha các bạn. Đây các bạn nhấp vào đầu ngữ mình, trang cá nhân đầu ngữ mình các bạn. Phan cái máy này hơi lag quá. Các bạn có hết video không các bạn? Okay. Các bạn nhấp vào ID verification này các bạn. Các bạn nên KYC luôn đi cho chắc ăn các bạn, để trước sau giờ mình rút tiền mình cũng KYC à. Mình hướng dẫn các bạn. Video sau mình hướng dẫn các bạn tải app về rồi giao dịch cái đồng OCB này các bạn. Rồi các bạn chọn vào xuống đây thì các bạn đây trên điện thoại khó làm quá. Và các bạn đầu tiên thì các bạn chọn vào quốc gia, các bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Mình nói sơ các bạn, còn username các bạn tự đặt nha các bạn. Đây ID card thì các bạn chọn vào ID card nha các bạn. Rồi các bạn ghi cái số chứng minh thư mặt trước như chứng minh nhân dân mình nha các bạn. Rồi các bạn up lên giấy một giấy chứng minh nhân dân mặt trước, một giấy chứng minh nhân dân người sao mặt sau nha tất cả các bạn. Đây là giấy chứng minh nhân dân mặt trước, chứng minh nhân dân mặt sau. Rồi các bạn bấm nút next test nha các bạn. Rồi đây thì mình hướng dẫn các bạn. Rồi bước thứ hai để nhận được 10 đô, các bạn nên làm theo mình nha các bạn.
Bước thứ hai mình có để phần link thứ hai cho tất cả các bạn và một cái bài viết cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn làm theo mình nha. Dòng đầu thì mình có đáp án cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chọn 60.000 nè. Rồi dòng thứ hai các bạn chọn 2019.07 nha các bạn. Dòng thứ ba các bạn chọn là 0.9 nha các bạn. Mình không biết cần hỏi gì, nó hỏi là what did and đang bán yêu là bao nhiêu nè. Các bạn chọn 0.9 cho một đô la cho tất cả các bạn. Rồi một thứ tư thì các bạn chọn ví clip blockchain and payment các bạn. Payment card là có nghĩa là thanh toán qua ví, wallet và thẻ card đó nha các bạn. Đây thì tiếng Tàu mình không biết nhưng mà mình dòm cái ai cần làm nó được nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn how many exchange block mark, các bạn chọn giùm chúng mình số 3 nha các bạn. Rồi còn nó nói là một này là Ucoin là nó kêu các bạn nhập cái ID của mình là cái email các bạn. Mình là email anh Nhân Quỳnh nè. Mình gỡ luôn nè. Rồi các bạn bấm nút sub and free, vậy là chương trình đã góp xong rồi các bạn. Để mình kiểm tra lại cái. Đây thì mình để đáp án sẵn cho tất cả các bạn đó nha các bạn. Các bạn tiếp đi gan mình gì nè. Vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Vậy mọi sau khi xong rồi video sau mình hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ like và chia sẻ cái video này giúp mình để đạt mau sớm một kiếm 1.000 sub thôi nha các bạn.